Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ giờ quát. Vâng, xin chào các tín đồ G-Shock fan nhá. Vâng, hôm nay đồng hồ giờ quát chúng tôi review với anh em hai mẫu đồng hồ G-Shock rất là đẹp ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Vâng, đồng hồ G-Shock thì anh em cũng biết quá nhiều rồi. Vâng, không phải kênh của tôi mà cũng rất nhiều kênh đã từng review G-Shock rồi. Vâng, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là tuyệt vời anh em ạ. Em này thì có mã đây. Vâng, mã của em đó là GA110TR7ADR, giá là 4.442.000. Anh em mua online chúng tôi sale anh em 10% nhé. Rồi, thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cực kỳ là trẻ trung, năng động luôn. Vâng, mẫu đồng hồ này thì được ra đời khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn được rất nhiều anh em yêu thích và săn đón. Và cũng có rất nhiều đơn vị bây giờ không còn hàng của mẫu này luôn. Đấy, thì hôm nay là tôi review để cho anh em xem ai ưng thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Vâng, mẫu đồng hồ này được thiết kế theo mô típ là Pepsi anh em nhé. Cho nên là có những đây này, cái nút đỏ, nút xanh giống như cái thương hiệu Pepsi ấy. Đó, đây này, nó rất là đặc biệt luôn. Nó rất là đặc biệt luôn, đỏ và xanh nó được đối lập với nhau. Đỏ này xanh này, đỏ xanh đấy, đấy đỏ xanh đấy, kết hợp đối lập với nhau trong mặt dial này cũng vậy thôi, đỏ xanh kết hợp với nhau rất là tuyệt vời này. Đấy, về chức năng mọi cái của mẫu đồng hồ này thì cũng thông thường giống như những mẫu đồng hồ khác thôi. Ví dụ là đèn đây này, cũng có đèn này, đầy đủ các chức năng khác thứ cho anh em. Vâng, đồng hồ G-Shock hiện tại đang được phân phối bởi anh Khuê Watt, đây có tem chính hãng của anh Khuê Watt đây. Đó, mẫu đồng hồ này thì có mã đây, mã và các thông số kỹ thuật nằm ở dưới đáy đồng hồ đây. Đấy, đây là phần dây vỏ các thứ của em nó này, cực kỳ là bền bỉ, sắc nét cho anh em đeo thể thao các kiểu thì khỏi phải bàn rồi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá rất là ok luôn, phải nói là cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ lên tay thử cho anh em xem nhé. Tôi đeo lên tay trẻ phải cho anh em thử xem. Thì đây anh em nhìn này. Đấy, cực kỳ là khỏe khoắn, cực kỳ là chất luôn. Đấy, đeo thể thao, đeo đi chơi rồi các kiểu thì con này thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, có rất nhiều bên là không còn mẫu đồng hồ này đâu, cho nên là anh em xem là ưng thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu. Giá cả của em này thì cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, thì anh em xem ok không? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Vâng, này, nhìn rất là chất luôn. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn qua để anh em chỉnh giờ nhé. Việc đầu tiên ta nhấn giữ nút đắt chớt này, nhấn giữ nhé. Đó, thì sau đó này, bạn thấy là BKK này, ví dụ là nó không phải là BKK mà thì ta phải bắt nó lên BKK thì nó mới là múi giờ Bangkok Hà Nội Jakarta. Ví dụ ta bắt nó lên như này nhá. Rồi, ta phải tìm chế độ là BKK này, sinh này, đấy BKK nhá. Rồi, ta sẽ chuyển cho em nó bằng nút mode này, nhấn nút mode để chuyển này. Đấy, nút độ ập thì ta bỏ qua. Rồi, mình đang chọn chế độ 24 hay là 12 giờ. Đấy, người ta nó đang hỏi mình thế. Đây 12 giờ này, 24 giờ này. Đấy, nhấp nháy ở đâu ta chỉnh ở đấy anh em nhá. Đấy, ví dụ ta để 12 giờ thôi. Rồi, ta nhấn tiếp nút mode này. Đấy, nút mode thì bây giờ nó phần kim dây. Đấy, dây thì thường không cần chỉnh. Nếu mà muốn chỉnh thì bạn chỉ cần nhấn vào nút forward này này. Đấy, về nó về 00 hết cho anh em này. Về 00 luôn. Rồi, rồi ta nhấn tiếp nút mode này. Đấy, nó sẽ sang giờ. Đấy, ví dụ bây giờ nó đang là 11:53. Đấy, thì bây giờ thì ta muốn nó 12 giờ hoặc 10 giờ đây này. Đấy, rồi ta nhấn hai cái nút này. Hai nút này là hai nút điều hướng lên xuống cho nó. Rồi, ta nhấn tiếp tục. Ok rồi thì ta nhấn tiếp tục nút mode này. Rồi, sang đến 53 này. Ví dụ là không phải 53, ví dụ là 52 chẳng hạn đấy, hoặc 54 này. Đấy, 56 này. Đó. Thì ta sẽ chỉnh bằng cái hai cái nút trên dưới này. Rồi, sau đó ta next tiếp này. Đấy, đến nó hỏi là 52023 phải không đúng không? Rồi, ok, nếu không phải thì nếu 22 thì như này. Rồi, 23 thì đúng rồi. Rồi, ta next tiếp này. Đấy, hôm nay nó đang là tháng 1. Đấy, tháng 1 không phải tháng 1, ví dụ là nó đang là tháng 12 như này thì ta bắt đầu tìm về tháng 1 anh em nhé. Này. Rồi, index tiếp nút mốt mà này, đấy 15, 16 này, đấy 14 này thì ta, đấy là ngày nhé, đây là tháng nhé. Đấy, cho nên anh em ví dụ là muốn chuyển thì cứ nhấn nút mốt và chuyển hai cái nút này. Rồi, bây giờ thì nó đang hỏi là mình cái chế độ chuông lớn hay bé. Bé hay lớn, LT3 này thì nó sẽ là to, LT1 thì sẽ bé. Đó. Rồi, thì bây giờ nó sẽ quay lại cho anh em. Nó quay lại để cho anh em cần chỉnh cái gì thì anh em cần chỉnh. Nếu không chỉnh nữa thì ta bắt đầu, ta kết thúc cái quá trình cài đặt này cho em nó, nhấn vào nút adjust một phát. Rồi, nó sẽ sang cái chế độ mặc định cho anh em luôn. Cái quy trình cài đặt của mỗi đồng hồ này thì nó cũng dễ như vậy thôi, cũng không có gì khó anh em nhé.
Rồi, ta sang đến cái mẫu đồng hồ thứ hai. Đây anh em này, đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế cũng rất là tinh tế và cũng rất là đẹp luôn. Này cũng đối lập rất là đẹp. Đấy, à, vâng, nó không phải là màu xanh Pepsi nữa mà nó lại màu kết hợp với màu xanh lá cây. Đó, thì đây cam lá cây. Đấy, cam lá cây. Đấy, đỏ lá cây. Đấy, nó kết hợp với nhau lại như vậy. Đây, xanh này, gồm có xanh nước biển này, xanh lá cây này, màu đỏ này. Ba màu, bốn màu kết hợp với nhau trên một cái mẫu đồng hồ như thế này. Rất là hay luôn, nó có cái gì đó rất là lạ mắt. Ví dụ anh em nào thích nó màu mè một chút và thích nó nổi bật một chút thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua để đeo. Thì rất là ok, những bạn trẻ trung thì đeo cái mẫu đồng hồ này. Như chẳng hạn như tôi 40 rồi mà đeo mẫu đồng hồ này thì nó lại hơi trẻ con quá. Đấy, cho nên là anh em là trẻ trung khoảng tầm 18 đôi 10 đến 30 đổ lại đeo mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi. Quá là chất luôn anh em nhé. Phải nói này rất là tuyệt vời. Thế về chức năng mọi cái thì cũng điều chỉnh giống như cái mẫu đồng hồ này thôi. Có mã này GA110MC. Đấy, ví dụ em này thì cũng đều là GA110 nhưng mà cái mã đuôi nó khác nhau. Đây, ví dụ GA110TR 7ADR, em này thì là MC 7ADR. Giá đều là 4.442.000. Anh em mua online chúng tôi đều sale cho anh em 10% hết anh em nhé. Thì hai mẫu đồng hồ này tôi đánh giá là nó ngang ngửa nhau. Phải nói là đánh giá là ngang ngửa nhau. Rất là chất luôn. Rất là đẹp luôn này. Rất là lạ mắt luôn. Đấy, có cái gì đó nó rất là tuyệt vời. Đấy, thì anh em mà xem là ưng thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu anh em nhé. Rồi, tôi cũng đeo thử mẫu đồng hồ này lên tay cho anh em xem. Đây anh em này, lên tay cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Này, lên tay cực kỳ là chất luôn. Rất là chất này. Cực kỳ là nổi bật. Anh em nào trẻ trung một chút thì đeo mẫu đồng hồ này tôi nghĩ là không phải bàn đâu. Rồi, rất là đẹp đúng không anh em? Đây, rất là đẹp luôn. Phải nói là cực kỳ ok. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp đây anh em nhé. Đây là một chiếc hộp chính hãng của G-Shock này. Có vân cát rất là đẹp luôn. Thì trong hộp thì bao giờ cũng có là sách hướng dẫn như thế này. Đây, sách hướng dẫn của em nó này. Đấy, sách hướng dẫn này ngoài ra thì sẽ có một chiếc hộp chiếc vân cát trong như thế này rất là đẹp luôn. Đấy, đó là một chiếc hộp như này. Đấy. Đây, thì hộp của em nó cũng như này đây anh em nhé. Thì trên hai mẫu đồng hồ tuyệt vời này thì anh em xem ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để sở hữu em nó anh em nhé. Rồi, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giáo khoa chúng tôi cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, bây giờ cũng đang là những ngày cuối năm rồi. Vâng, tôi cũng xin kính chúc tất cả các anh chị em, các G-Shock fan một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn bây giờ tôi cũng xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.